Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cập nhật các thông tin thời sự. Chương trình thời sự tối hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đạt một giải A. Đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quảng Nam gặp mặt đoàn y bác sĩ tham gia chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020. Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam vinh dự đạt một giải A với tác phẩm Bri Bố và Câu chuyện nêu gương của nhóm tác giả Hoàng Anh, Quốc Học. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của đội ngũ những người làm báo. Trong thời gian qua, báo chí đã tiên phong cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, thông tin các quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, khẳng định vai trò dẫn dắt định hướng thông tin, đội ngũ những người làm báo cần vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn. Năm nay tròn 15 năm giải báo chí quốc gia được tổ chức đã ghi nhận số tác giả tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1.800 tác phẩm. Lần đầu tiên giải báo chí quốc gia tìm thấy một tác phẩm xứng đáng để trao giải đặc biệt là tác phẩm Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử truyền hình của báo Nhân dân. Ban tổ chức đã trao 9 giải A, trong đó Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam có tác phẩm Bri Bố và Câu chuyện nêu gương của nhóm tác giả Hoàng Anh, Quốc Học, thể loại phát thanh vinh dự đạt giải A. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 25 giải B, 45 giải C và 32 giải khuyến khích. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, sáng nay các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung 3 nội dung gồm khoảng 3 điều 146 của Bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với công an xã, tương đương với trách nhiệm của công an phường, thị trấn, đồn công an. Khoảng 1, điều 148 theo hướng bổ sung căn cứ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Khoảng 1, điều 155 theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới điều 266 của Bộ luật hình sự để cho phép cơ quan có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Quốc hội cho phép xây dựng dự án luật theo trình tự thủ tục rút gọn. Cuối phiên họp Quốc hội sáng nay, các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương 156 điều, cụ thể hóa 7 nhóm chính sách đề nghị xây dựng dự án luật đã được Chính phủ thông qua. Mục tiêu xây dựng dự án luật nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo bất cập của luật kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đại biểu Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhận định, qua 20 năm thực hiện, luật kinh doanh bảo hiểm đã bộc lộ một số bất cập trong thực tiễn, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, đại biểu cũng nêu lên tình trạng một số tổ chức cá nhân kinh doanh bảo hiểm phục vụ người dân nhưng không làm hết trách nhiệm. Có những cái trường hợp là khi tham gia người dân tham gia bảo hiểm thì khi xảy ra cái bất chắc của họ thì cái việc thanh toán bảo hiểm là thường là khó khăn, bởi vì thủ tục này thủ tục kia nó rất là khó khăn làng nhàng, cho nên là có khi là họ làm đầy đủ cái thủ tục đó để được thanh toán là cái khoản bảo hiểm rủi ro cho họ thì nó tốn nhiều tiền hơn cái mà số tiền họ được nhận ra, vì vậy cho nên là nó cũng gây phiền toái cho người dân, và tôi nghĩ cần phải có một cái chế tài để cái người kinh doanh bảo hiểm phải có trách nhiệm này. Bên cạnh đó, đại biểu Lê Văn Dũng cũng nhìn nhận việc người nông dân ở Quảng Nam nói riêng và miền Trung nói chung gặp nhiều khó khăn khi tham gia các loại bảo hiểm.
Nguyên nhân vì nhóm đối tượng này hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, bão lũ, nên các nhà kinh doanh bảo hiểm từ chối vì rủi ro cao. Điều này khiến người nông dân chịu thiệt thòi. Cụ thể như Quảng Nam, thì người nông dân ít được tham gia bảo hiểm trên cái lĩnh vực nông nghiệp. Thì đó là cái thiệt thòi lớn cho người nông dân ở miền Trung nói chung và Quảng Nam nói riêng. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là luật lần này nên có một cái ưu tiên, hay nói một cách khác là chính phủ nên có một cái cơ chế để khuyến khích cho các cái nhà kinh doanh bảo hiểm là phải tức là bảo hiểm cho người nông dân ở miền Trung khi thiên tai bão lũ xảy ra hoặc là bất trắc trong thời tiết xảy ra thì người nông dân có một khoản bảo hiểm để mà chia sẻ cái rủi ro này. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được hoàn thiện góp phần cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kết hợp với việc cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội. Sáng nay, tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Thái Bình, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nông Sơn, được điều động giữ chức vụ bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Chiến dự trao quyết định và tặng hoa chúc mừng. Theo quyết định số 333 ngày 19 tháng 10 năm 2021 về điều động cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động chỉ định đồng chí Thái Bình, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Nông Sơn tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thái Bình sinh năm 1975, trình độ chuyên môn Đại học Ngoại ngữ, thạc sĩ quản lý công, trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Thái Bình đã kinh qua các chức vụ như bí thư tỉnh đoàn Quảng Nam, bí thư đảng ủy khối các cơ quan, bí thư huyện ủy Nông Sơn. Tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đã nhấn mạnh, trọng trách xây dựng đảng là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy khối, là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh ủy đang tập trung tổng kết nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết 15 của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy cũng đang chuẩn bị ban hành nghị quyết chuyên đề công tác cán bộ, trong đó vai trò đảng bộ khối là một trong những đơn vị tham mưu việc này. Do vậy, việc đánh giá đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ giúp Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét đánh giá cán bộ chủ chốt đúng thực chất, góp phần quan trọng vào việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hôm nay cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng. Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chiến đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Duy Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tam Kỳ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Ân. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng mong rằng với bề dày kinh nghiệm thực tiễn công tác phong phú, đồng chí tân Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Duy Ân sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự ổn định phát triển của địa phương, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Tam Kỳ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh Quảng Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Đây là kết quả nổi bật được thông tin vào chiều nay tại buổi làm việc nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp xét, suy tôn, đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, gồm đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng huân chương lao động hạng nhất cho một tập thể, huân chương lao động hạng nhì cho một tập thể, huân chương lao động hạng ba cho ba tập thể, ba cá nhân, huân chương dũng cảm cho một cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 17 cá nhân,
trong đó có 3 cá nhân được khen thưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối tượng khen thưởng được mở rộng, quan tâm hơn đến khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị trong thời gian tới, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo chỉ thị số 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát hiện, tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước. Buổi làm việc cũng thông qua kết quả bầu suy tôn khối thi đua các trường đại học và cao đẳng năm học 2020-2021, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước ngành giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi lễ gặp mặt tuyên dương khen thưởng đoàn công tác y bác sĩ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân và đặc biệt là sự hiện diện của 30 y bác sĩ tham gia chi viện. Từ đầu tháng 9 năm 2021 đến nay, đoàn công tác y bác sĩ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 Quảng Nam đã lên đường đến ứng cứu dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt 50 ngày, đội ngũ y bác sĩ Quảng Nam có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 đã điều trị thành công cho xuất viện 1.324 bệnh nhân. Đây là sự nỗ lực của tập thể và từng cá nhân đoàn công tác, đồng thời thể hiện tinh thần cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch COVID-19. Đây là một cái sự nỗ lực và cố gắng của tất cả các anh em nhân viên y tế cũng như các tình nguyện viên. Đồng thời nó cũng thể hiện cái tinh thần cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch. Tất cả anh em trong đoàn cũng như bản thân mình thì cũng đã có những cái kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID cũng như trong quá trình tham gia sinh hoạt khoa học cùng với bệnh viện do phối hợp với lại trường đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì từ đó thì những cái kiến thức này mình cũng sẽ mong muốn để tiếp tục được áp dụng để phục vụ trong công tác chống dịch tại Quảng Nam. Là ngày đầu tiên mà bước vào thì nhìn cái cảnh tượng ở đó rất là mình cũng giống như là cũng sợ. Nhưng mà sau khi tiếp xúc và làm việc với những đồng nghiệp ở đó thì tinh thần mình cũng vững vàng hơn và cũng sẵn sàng là bước vào chăm sóc những bệnh nhân mà nặng và cũng đã thành công trong cái điều trị COVID-19. Tại buổi lễ gặp mặt tuyên dương cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân trân trọng ghi nhận, cảm ơn những cố gắng không mệt mỏi của đoàn công tác y bác sĩ với tinh thần xung kích trong khó khăn gian khổ ngay tâm dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh để động viên khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã trao tặng 30 bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho 30 cán bộ y bác sĩ đã tích cực tham gia chi viện phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương, các sở ngành liên quan và các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện để triển khai công tác ứng phó mưa lũ. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 10, các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Để chủ động ứng phó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các công điện khẩn, công văn chỉ đạo. Về tình hình, 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý đã có 9 hồ đầy, 8 hồ tích từ 75 đến 99%, 56 hồ do địa phương quản lý đã có 38 hồ tích đầy, 4 hồ dưới tràn 2m, 8 hồ chứa tích nước và 6 hồ chuyển mục đích sử dụng và không tưới. Hồ Phú Ninh vận hành điều tiết nước lúc 16 giờ ngày 23 tháng 10. Các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đắc Mi 4 đã vận hành giảm lũ cho hạ du. Tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là 779 hộ với 2.535 khẩu. Trong đó có một trường hợp bị thiệt hại về người và 7 trường hợp thiệt hại về nhà ở. Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Trà My bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn huyện Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Nông Sơn, Tây Giang và Nam Trà My. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Trước tình hình trên, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các cơ quan, ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, cần nâng mức cảnh báo thiên tai lên mức cao nhất do lượng đất đá đã ngậm no nước sau đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống lụt bão đến với người dân, nhanh chóng rà soát nhu cầu lương thực, nhất là các vùng miền núi, khơi thông dòng chảy và tăng cường thực hiện công tác sắp xếp dân cư, di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tất cả các hồ chứa trên địa bàn tỉnh cần hạ mực nước xuống đúng mức quy định, không được chủ quan. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an tỉnh lưu ý đến các tuyến đường cao tốc, đường sắt bị ảnh hưởng do mưa bão và thông tin nhanh chóng kịp thời các tuyến đường bị ảnh hưởng cho người dân được biết. Sáng nay, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam Văn Anh Tuấn cho biết, do ảnh hưởng mưa lũ cuối tuần qua, nhiều tuyến giao thông huyết mạch, quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục bị chia cắt, nước ngập sâu, sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ, nhất là các tuyến lên miền núi, vùng cao, biên giới. Trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, ách tắc xảy ra tại lý trình km 76+700, đoạn qua địa phận huyện Núi Thành do bị sạt lở núi. Đơn vị quản lý phân luồng hướng Quảng Nam đi Đà Nẵng bằng cách điều tiết giao thông ra trạm thu phí Chu Lai, rẽ xuống quốc lộ 1 để tiếp tục đi ra các tỉnh phía Bắc, quốc lộ 40B đi huyện Nam Trà My, quốc lộ 14D huyện Nam Giang đi biên giới. Nhiều tuyến tỉnh lộ cũng đang bị chia cắt do nước ngập sâu, chảy xiết hoặc sạt lở ta luy dương tràn lấp mặt đường như DT615, DT613B, DT617, DT606, quốc lộ 14B, 14H, 14G. Điển hình trên tuyến DT618 đoạn xuống cảng Kỳ Hà, xã Tam Quan, huyện Núi Thành, đất đá từ ta luy dương sạt lở dài 80 mét với hàng chục nghìn mét khối đất đá, khiến lưu thông ách tắc hoàn toàn chưa khôi phục được. Hiện nay, ngành giao thông vận tải đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, khắc phục, phấn đấu đưa giao thông ổn định tạm thời bước 1, chờ khôi phục sửa chữa lớn trước Tết Nguyên đán năm 2022. Thưa quý vị, nhằm gia tăng hệ thống giám sát cũng như xử phạt các hành vi vi phạm giao thông, từ tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Quảng Nam đã nâng cấp hệ thống camera giám sát an ninh công cộng trên một số tuyến đường thành hệ thống giám sát giao thông. Việc xuất hiện các camera phạt nguội được kỳ vọng sẽ là biện pháp hữu hiệu giúp giảm thiểu tình trạng cố tình vi phạm luật giao thông. Đây là hình ảnh vi phạm lỗi vượt đèn đỏ vào ban đêm của một tài xế xe tải bị camera ghi hình lại. Sau khi xác định chính xác nội dung vi phạm, lực lượng chức năng sẽ trích xuất, gửi thông báo cho người vi phạm và yêu cầu đến Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh để xử lý. Khi đến, người tham gia giao thông sẽ được xem hình ảnh trích xuất vi phạm. Trường hợp không chấp hành việc xử lý theo quy định, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành. Đa phần thì các phương tiện là vi phạm là không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Thì mức phạt là lỗi này thì phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Qua cái phối hợp làm việc giữa đội cảnh sát giao thông số 1 cũng như trung tâm thông tin chỉ huy của công an tỉnh thì hầu như các hình ảnh vi phạm của người vi phạm trên cái tuyến giao thông mà đặc biệt là tuyến giao thông do đội cảnh sát giao thông số 1 phụ trách thì được ghi nhận, phát hiện và thông báo đến người vi phạm và thực hiện đúng với quy trình thông tư 65 do Bộ Công an quy định. Và khi người vi phạm đấy thì đa phần thì cán bộ đội cảnh sát giao thông số 1 phân công công tác tiếp dân, đảm bảo là giải thích cho người vi phạm các hình ảnh vi phạm, chứng minh được hình ảnh vi phạm, nhưng đồng thời cũng giáo dục, tuyên truyền cho người dân. Hiện nay các camera mới chỉ có chức năng giám sát các phương tiện vi phạm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao. Sau 2 tháng đưa vào vận hành, bước đầu hệ thống đã phát huy được hiệu quả rất tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã gửi thông báo phạt nguội 176 trường hợp, lập biên bản 38 trường hợp, tước giấy phép lái xe 28 trường hợp, xử phạt 16 trường hợp với tổng số tiền 64 triệu đồng. Việc xử phạt của cái đội Cảnh sát Giao thông số 1 cũng trong tinh thần chung chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh là vừa răn đe giáo dục nhưng mà vẫn kết hợp tuyên truyền. Những trường hợp người ta vi phạm 1-2 lần, 2-3 lần thì trong đó mình sẽ tích hợp chung là vi phạm một lần ở lỗi là vi phạm nhiều lần.
thì chỉ xử lý tình tiết tăng nặng thôi. Như vậy thì trong cái giai đoạn này thì cái vấn đề xử phạt vi phạm giao thông qua cái hình ảnh phạt nguội sẽ giảm được áp lực cho lực lượng tuần tra sát ngoài đường và đẩy mạnh đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân để giảm cái tai nạn giao thông. Có thể nhận thấy việc lắp đặt camera phạt nguội là biện pháp hữu hiệu đối phó với hành vi cố tình vi phạm luật giao thông khi không có lực lượng chức năng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc tăng cường phạt nguội, hạn chế xử phạt thủ công cũng sẽ đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt và nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và kính chào tạm biệt.